Xin chào anh chị nhà đầu tư. Gần đây sau khi xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine đã dấy lên rất nhiều lo ngại về chiến tranh thế giới thứ ba, rồi là các cái tác động đến nền kinh tế thế giới. Thì nhãn tiền nhất đó chính là giá dầu đã tăng rất mạnh lên đến gần 100 USD trên một thùng vào ngày cuối cùng của tháng 2 năm 2022. Thì như vậy với việc giá dầu tăng mạnh như thế thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, hay nói cụ thể hơn là ngành nào sẽ được hưởng lợi và ngành nào sẽ thiệt hại. Thì hôm nay tôi sẽ thay mặt cho AZFIN cùng trao đổi đến anh chị quý nhà đầu tư về vấn đề này. Thì nội dung gồm có 3 phần. Thứ nhất là diễn biến giá dầu và nguyên nhân. Thứ hai là ngành dầu khí liệu có được hưởng lợi hoàn toàn không. Thứ ba là những nhóm ngành bị thiệt hại. Thì đầu tiên về diễn biến giá dầu thế giới thì chúng ta thấy cái biểu đồ bên tay trái của chúng tôi đây, đó là giá dầu thế giới đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2014, thì sau khi nó đã xuống đến mức thậm chí là âm vào tháng 3 năm 2020 thì giờ nó đã trở lại rất mạnh mẽ với cái mức giá xấp xỉ khoảng gần 100 USD, gần 100 USD. Nó chỉ cần kém mức kỷ lục khoảng 140 đô vào năm 2014 mà thôi. Như vậy chúng ta có thể thấy là so với mức giá trung bình trong khoảng 5 đến 7 năm qua thì giá dầu đâu đó khoảng độ 70 đô. 65 đến 70 đô thì bây giờ đã là gần 100 đô. Tức là nó tăng đâu đó khoảng gần 40% so với mức trung bình. Thì nguyên nhân vì sao giá dầu lại tăng mạnh đến như vậy? Thì nguyên nhân đầu tiên phải kể đến đó là kinh tế thế giới kỳ vọng trở lại sau đại dịch, thì giá dầu đồng thời nó cũng tăng lên trước khi xảy ra diễn biến xung đột giữa Nga và Ukraine thì giá dầu nó cũng đã ở mức khoảng độ 80, hơn 80 đô một thùng rồi. Nó tăng từ mức rất thấp 25-26 đô ở vùng giữa năm 2020 lên đến gọi là hơn 80 đô ở đầu năm 2022. Và cái nguyên nhân thứ hai là cái nguyên nhân gần đây, đó là Nga và Ukraine đã xảy ra tranh chấp về quân sự. Nga đã gọi là chính thức tấn công Ukraine, thì từ đó làm cho dấy lên cái lo ngại về gián đoạn nguồn cung dầu mỏ thế giới. Vì sao lại vậy? Vì Nga là nhà cung cấp dầu mỏ và khí đốt lớn nhất cho châu Âu, đồng thời là nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ hai thế giới, anh chị ạ. Thì ở trên đây là dầu và ga mà Nga cung cấp cho các cái nơi đây, đúng không ạ? Ví dụ về châu Á thì có Trung Quốc lớn nhất, đúng không ạ? Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước khác, đúng không ạ? Đây là khí ga, đúng không ạ? Đây là dầu thô. Thì có thể thấy ông Nga này là một cái tác nhân tác động rất lớn đối với dầu mỏ trên thế giới, bởi vì như tôi đã trao đổi, nó là lớn thứ hai thế giới, lớn thứ hai thế giới. Chính vì thế cho nên nó đẩy giá dầu lên gần 100 đô như hiện tại, cũng là một cái điều tương đối dễ hiểu khi xung đột xảy ra, đúng không? Trước đó thì nó đã lên đến khoảng 80 đô rồi, thì có chiến tranh, có đánh nhau thì nó lên thêm 2% nữa là một chuyện cũng hết sức bình thường. Tiếp theo là đến ngành dầu khí liệu có được hưởng lợi hoàn toàn hay không. Rất nhiều các nhà đầu tư có cái sự hiểu nhầm ở đây, tức là cứ thấy giá dầu lên thì nghĩ là cứ cái công ty nào liên quan đến dầu khí đều được hưởng lợi, nhưng liệu thực sự có vậy, phải vậy không? Thì muốn tìm hiểu được điều đó thì chúng ta sẽ phải cùng xem cái chuỗi giá trị ngành dầu khí Việt Nam nó như thế nào. Đầu tiên đó là thượng nguồn, thì bao gồm là tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí. Thì ở trên sàn có những cái mã như sau: PVD, niêm yết HOSE, PVS, dịch vụ dầu khí ở HNX, POS, UPCOM. Về trung nguồn thì là bao gồm xử lý phân phối khí mỏ, thì có mã gas ở HOSE, vận tải xăng dầu và dầu khí thì có PVT, PGT ở HOSE, thì hai công ty này nó cũng liên quan nhau. Rồi PVP, UPCOM, PDV, UPCOM. Rồi là về hạ nguồn là lọc dầu, hóa dầu thì có PLC liên quan đến nhựa đường, BR liên quan đến lọc dầu. Rồi về phân phối xăng dầu thì có PLX, HO, OIL, UPCOM, PPI, HNX, PSH, HOSE, POB,
Upcom về phân phối khí áp thấp thì PGC, PGD, PGS, PVG, TNG. Thì chúng ta có thể từ những cái mã ở trên thượng nguồn thì dịch vụ nảy sinh ra các cái gọi là dịch vụ phụ trợ từ cái phần thượng nguồn ấy, gồm cơ khí có PXS, PXT, PVB. PXS là nó là một cái công ty về xây lắp gần giống như PVX, đúng không? Rồi là PVB là công ty chuyên về bọc ống. Rồi là khác gồm một PVC, PET. Đó, đấy là mảng khác nhưng mà nó cũng liên quan đến những cái công ty dầu khí. Về hành chính, đối với trung nguồn thì điện gồm có POW, N, khách hàng chính ấy, của trung nguồn ấy. POW ở HO, NT2 HO, PGV ở Upcom. Rồi là về đạm khí thì có DPM HO và DCM HO. Thì trên đây là chúng tôi đã nêu ra một cái chuỗi giá trị ngành dầu khí Việt Nam, và nó bao gồm các cái công ty niêm yết ở trên sàn gồm những công ty nào. Để từ đó chúng ta nhìn vào đây, chúng ta đánh giá xem thực sự là các cái doanh nghiệp, các cái công ty có hưởng lợi như thế nào, hoặc là có công ty nào không được hưởng lợi hay không. Thì tiếp theo, giá xăng dầu, giá dầu tăng mạnh như thế thì nó ảnh hưởng như thế nào? Thì đối với tôi, chúng tôi đưa ra thì về thăm dò và khai thác thì ảnh hưởng tích cực, bởi vì họ là thượng nguồn. Giá dầu tăng thì họ là người hưởng lợi đầu tiên, đúng không? Giá dầu tăng thì khiến nhu cầu về thăm dò khai thác tăng theo, đúng không? Rồi giá bán tăng. Xử lý và phân phối khí tự nhiên thì tích cực, do giá dầu tăng thì kéo theo giá khí tăng. Vận tải xăng dầu và dầu khí thì cũng tương đối tích cực, giá dầu tăng thì cải thiện cái nhu cầu vận tải xăng dầu, dầu khí. Nhưng mà quý vị lưu ý rằng đây phải là vận tải xăng dầu, dầu khí nhé, chứ không phải là vận tải hành khách nhé. Chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng là như thế. Lọc dầu và hóa dầu chúng tôi cho là ở trung lập. Về ngắn hạn thì lọc dầu, hóa dầu sẽ được hưởng lợi rất lớn nhờ cái giá đầu vào của nó tăng rất mạnh như thế, thì khiến cho ngay lập tức giá đầu ra là giá xăng tăng. Nhưng thông thường các cái công ty lọc hóa dầu thì họ lại mua dầu trước vài tháng, thế thành ra là họ được hưởng cái phần chênh lệch giá rất lớn, ví dụ như BR chẳng hạn, chênh lệch giá rất lớn. Ví dụ như là giá xăng dầu sản xuất bán ra ngày cuối cùng của tháng 2 và đầu tháng 3 này thì họ được nhập cách đây 2-3 tháng thì giá dầu lúc ấy có khoảng độ 75 đô thôi, đúng không? 75 đô thì bây giờ giá dầu lên tới gần 100 đô thì họ ngay lập tức họ tăng bán giá đầu ra, trong khi giá đầu vào vẫn thấp, thế thành ra họ được hưởng lợi khá là lớn ở trong ngắn hạn. Nhưng về dài hạn thì khi nào giá dầu ngừng tăng hoặc đi ngang hoặc điều chỉnh thì họ đi ngang thì họ về mức bình thường, nếu điều chỉnh thì họ lại bị thiệt hại rất nặng. Chúng ta có thể thấy năm 2020 khi giá dầu xuống thảm hại thì rõ ràng các cái công ty lọc dầu là lỗ kinh khủng khiếp. Ngược lại năm 2021 khi giá dầu tăng trở lại rất mạnh thì các công ty này được hưởng lợi. Đó thì chúng ta cần phải đánh giá một cách kỹ càng như vậy. Tiếp theo là về phân phối xăng dầu thì chúng tôi đánh giá là tích cực trong ngắn hạn. Về phân phối khí thấp áp thì là tích cực, dịch vụ phụ trợ là tích cực, điện khí đạm thì chúng tôi cho rằng là về lâu dài là tiêu cực, nhưng về ngắn hạn thì lại rất tích cực. Đó, lâu dài thì là tiêu cực, ngắn hạn là tích cực, quý vị lưu ý nhé. Tiếp theo là ngành cao su được hưởng lợi như thế nào. Thì chúng tôi đánh giá ngoài ngành dầu khí có rất nhiều bên được hưởng lợi thì ngành cao su thì cũng được hưởng lợi. Thì khi mà giá dầu tăng ấy thì các cái chế phẩm đầu ra của nó về cơ bản cũng tăng giá. Đó là cao su tổng hợp, đúng không? Tăng giá. Và khi cao su tổng hợp là một đối thủ cạnh tranh với cao su thiên nhiên nó tăng giá thì dĩ nhiên cao su thiên nhiên cũng được hưởng lợi. Đó là một cái sự tăng giá khá tốt. Thì ở bên tay phải đây thì chúng tôi đưa ra cái diễn biến giá cao su trên thế giới tính theo đồng yên đấy. Nó đã tăng khá là mạnh trong cái đầu năm 2022, quý vị có thể thấy, đặc biệt là cuối tháng 2 này, trong cái tháng 2 này khi có chiến sự xảy ra thì nó tăng rất mạnh. Đúng không? Thì rõ ràng là ngành cao su thiên nhiên sẽ được hưởng lợi khá tốt từ cái vấn đề này. Tiếp theo là về những cái nhóm ngành bị thiệt hại thì sao. Đúng không? Thì nhóm ngành bị thiệt hại thì chúng tôi đưa ra ở đây
gồm có các cái nhóm ngành như sau: nhóm ngành cao su xăm lốp, không phải cao su thiên nhiên nhé, tức là những ông sản xuất xăm lốp ô tô xe máy ấy. Rồi là nhóm nhựa, rồi nhóm vận tải hành khách vân vân, nói chung không phải là vận tải dầu khí nhé. Vận tải dầu khí lại được hưởng lợi do cái nhu cầu vận chuyển rất nhiều. Rồi tiếp theo là điện khí, về cơ bản cũng bị thiệt hại. Thì ở đây chúng tôi lấy ví dụ để phân tích về cái ảnh hưởng của các cái ngành này. Thì tôi lấy hai ngành. Đầu tiên là thành phần chi phí liên quan đến sản xuất lốp xe của ngành xăm lốp, thì cao su đâu đó chiếm 49%. Rồi còn các cái thiết bị khác, thì quý vị có thể thấy chiếm 49% giá thành, mà giá thành nó lại tăng lên khá cao chẳng hạn, ví dụ tăng 30% chẳng hạn. Nếu tăng 30% thì rõ ràng làm cho cái giá vốn, chi phí giá vốn thì nó sẽ tăng khoảng 15% đối với ngành xăm lốp này. Thì không phải dễ gì mà họ có thể chuyển cho khách hàng tất cả. Bởi vì ngành xăm lốp là một ngành cạnh tranh nhau rất mạnh mẽ, rất mạnh. Tiếp theo là ví dụ như là cái ngành nhựa chẳng hạn. Thì quý vị có thể thấy là 73% là chi phí nhiên liệu đến từ liên quan đến các chế phẩm của dầu. Thì khi mà nó tăng 30% thì rõ ràng chi phí của đội này nó tăng lên hơn 20%. Tức là cái giá vốn tăng lên rất mạnh như vậy. Thì ngắn hạn có thể họ tăng giá sản phẩm luôn thì họ hưởng lợi một chút, nhưng về dài hạn thì họ không thể tăng giá sản phẩm nhiều quá. Điều đó làm giảm đi cái tính cạnh tranh vân vân. Thì chính vì thế chúng tôi cho rằng bốn ngành trên là những ngành bị thiệt hại. Và quý vị hãy lưu ý cần phải đánh giá rất là kỹ càng, cẩn thận đối với những cái ngành này. Tiếp theo, chúng tôi xin tổng kết lại như sau. Những cái ngành hưởng lợi nhờ giá dầu tăng gồm dầu, bao gồm phân phối, khai thác, về khí, xử lý và phân phối, vận tải xăng dầu, phân đạm. Ở đây nhiều người bảo nó là đầu vào của nó là dầu khí, tại sao được hưởng lợi? Thì cái điều này nó hơi lạ một chút, bởi vì nguyên nhân đó là Nga và Ukraine hiện tại họ đang xung đột với nhau. Thì xung quanh cái khu vực đó là những cái nơi sản xuất ure hàng đầu thế giới, cung cấp sản lượng lớn nhất. Chính vì thế cho nên ở đó mà đánh nhau thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái nguồn cung cho thế giới. Do đó các nước còn lại sẽ được hưởng lợi lớn từ cái việc giá phân đạm, giá ure tăng rất mạnh. Đúng không? Rồi tiếp theo là cái ngành được hưởng lợi là cao su thiên nhiên, đó là hưởng lợi gián tiếp. Rồi những ngành bị thiệt hại gồm có xăm lốp cao su, nhựa, vận tải nói chung và điện khí là những cái ngành sẽ bị tác động rất mạnh do cái yếu tố đầu vào tăng rất cao như hiện nay. Và về cơ bản, Avestin đánh giá giá dầu tăng khoảng độ 30% thì sẽ khiến cho GDP của chúng ta có thể giảm khoảng độ 0,1 đến 0,2%, thấp đi khoảng 0,1 đến 0,2% do cái ảnh hưởng thiệt hại từ cái giá dầu. Và nó có thể đẩy cái chỉ số lạm phát CPI của chúng ta tăng thêm đâu đó khoảng độ 0,2 đến 0,3%. Thì đấy là những cái nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra điều đó. Chính vì thế nói chung giá dầu tăng mạnh nó ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế nói chung. Tuy nhiên trong đó thì có những ngành được hưởng lợi và có đa phần các cái ngành bị thiệt hại. Trên đây chúng tôi chỉ kể ra những cái ngành thiệt hại chính thôi. Còn về cơ bản là gần như toàn bộ các cái doanh nghiệp đều bị thiệt hại. Ví dụ những cái doanh nghiệp kinh doanh sản xuất bình thường thôi chẳng hạn. Tự nhiên giá xăng và nhiên liệu chạy ô tô của họ tăng, họ cũng phải mất thêm chi phí chứ. Đúng không? Vân vân, rất nhiều. Đó, thì chính vì thế cho nên chúng ta khi đánh giá, phân tích liên quan đến giá dầu, chúng ta cần phải chú ý những cái vấn đề như hiện nay. Thì ở trên chúng tôi đã cung cấp các cái nội dung rất rõ ràng để quý vị có thể đánh giá. Nếu mà chẳng may giá dầu nó lại giảm mạnh chẳng hạn, thì quý quốc vị cũng có thể nhìn vào đây đánh giá được xem ngành nào hưởng lợi và thiệt hại, rút ra cái kinh nghiệm cho mình áp dụng cho đầu tư sao cho hiệu quả. Còn cuối cùng có một số người hỏi AZFIN đánh giá thế nào về giá dầu trong tương lai, thì việc đánh giá giá dầu thực sự rất khó khăn. Tuy vậy thì chúng tôi nhìn vào một cái xu hướng chung thì chúng tôi cho rằng giá dầu trong tương lai thì đầu tiên là phụ thuộc rất nhiều vào sự căng thẳng chính trị trên thế giới. Đó, nếu mà căng thẳng chính trị mà vẫn diễn ra phức tạp thì giá dầu sẽ tiếp tục leo ở mức cao khoảng 100 đô. Nhưng mà nếu mà sắp tới các cái cuộc khủng hoảng đó được giải quyết một cách êm thấm chẳng hạn thì giá dầu thì chúng tôi cho rằng là nó cũng sẽ hạ nhiệt
Tuy vậy thì chúng ta cũng không thể kỳ vọng rằng giá dầu nó sẽ giảm sâu được. Bởi vì có một điều mà ít người nói đến, đó là giá dầu chúng ta tính theo USD. Mà USD trong nhiều năm qua nó cũng gọi là mất giá rất nhiều, đúng không ạ? Các cái mặt hàng này kia vân vân, tất cả đều đều tăng giá. Đúng không? Ngay cả cái việc chi phí dành cho thăm dò, khai thác vân vân nó cũng lên giá. Vậy thì giá dầu thì nó cũng phải cao hơn so với một cái mức trung bình trong quá khứ, đúng không ạ? Thì thành ra là cái xu hướng trong lâu dài chúng tôi cho rằng là giá dầu vẫn có một cái xu hướng tăng. Tuy nhiên nó tăng dốc hay tăng nhẹ thì nó phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố chính trị ở trên toàn cầu, và cái điều đó thì vô cùng là khó đánh giá, và nó nằm ngoài cái năng lực, khả năng của bản thân bất kỳ ai. Thì trên đây là những cái trao đổi của chúng tôi về cái việc giá dầu tăng mạnh thì ảnh hưởng tích cực và tiêu cực đến những cái ngành nào, doanh nghiệp nào, để quý vị có thêm những cái thông tin đưa vào cho cái quyết định đầu tư của mình. Hãy like và share các cái clip này đến với những người mà quan tâm. Xin chúc quý vị đầu tư thành công.